Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog. Và hôm nay thì mình lại vào bếp để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách nấu thêm một cái món chè nữa cũng rất là ngon và lạ miệng. Đó là món chè chuối nước cốt dừa. Thì với cách nấu cái nồi chè chuối nước cốt dừa ngày hôm nay thì nó cũng rất là dễ làm và mình nấu ra nó cũng rất là nhanh. Nồi chè chuối sau khi nấu ra xong thì đầy đủ màu sắc rất là đẹp. Những sợi chuối thì rất là mềm dẻo và có một cái vị ngọt thanh của chuối và rất là thơm. Kết hợp cái vị béo ngậy của nước cốt dừa và giòn giòn thơm thơm của đậu phộng hòa quyện vào rất là ngon. Cô chú anh chị và các bạn xem clip nếu thích cách làm món chè chuối nước cốt dừa này thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Và cách nấu cái nồi chè chuối như thế nào thì xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy vào bếp để cùng làm chung với mình cho vui. Và hôm nay thì ở nhà mình có một cái bồn chuối sáp chín rất là mồi, cho nên mình sẽ tận dụng chuối sáp này để mình nấu chè nè. Vì chuối sáp á, sau khi mình nấu ra xong á, trái chuối nó vàng và rất là ngọt và cực kỳ mềm dẻo. Chuối sáp á, thì cái vỏ chuối bên ngoài nó xấu xấu vậy thôi, nhưng mà phần chuối ở bên trong nó rất là ngon. Nếu mà cả nhà mình không có tìm mua được chuối sáp á, thì mình có thể thay thế bằng chuối xiêm hoặc là chuối già cũng được. Bây giờ thì mình sẽ lột cái vỏ chuối này ra. Và lượng chuối hôm nay dùng để nấu chè thì đây mình có chuẩn bị là 500g chuối sáp nè. Và mình sẽ để cho chuối nó thật là mùi thì mình nấu chè ra nó rất là mềm dẻo và cực kỳ ngon luôn. Chuối sáp thì mình cũng đã lột vỏ ra xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt chuối nhỏ ra. Để chút nữa mình cho vào trong cối sẽ sinh tố mình xay cho nó dễ hơn. Chuối sau khi mà mình cắt nhỏ ra xong rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho chuối vào trong cối sinh tố. Rồi tiếp tục á, mình cho thêm vào một chút xíu nước để mình xay chuối cho nó dễ và nó cũng rất là nhuyễn mịn. Chuối sáp á, thì mình cho vào trong cối sinh tố mình xay ra nó cũng đã rất là nhuyễn rồi nè. Nhưng mà chuối sáp á, thì nó có rất là nhiều hột. Cho nên chuối sau khi mà mình xay ra xong á, thì mình sẽ lượt cái phần hột chuối này lại. Và để cho cái nồi chè chuối nước cốt dừa sau khi nấu ra xong vừa mềm dẻo lại ngon hơn thì bên đây mình cũng có chuẩn bị là 300g bột năng và thêm 100g bột nếp. Rồi mình sẽ cho thêm vào một muỗng cà phê bột nghệ và một muỗng canh dầu ăn và thêm nửa muỗng cà phê muối nữa để cho những cái sợi chuối nó có màu vàng tươi, bóng mượt lại thơm hơn. Chuối sáp thì mình cũng đã lượt bớt cái hột rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho bột vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào là 300g bột năng. Và kế tiếp là 100g bột nếp. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho vào là nửa muỗng cà phê muối. Và một muỗng canh bột nghệ. Mình cho bột nghệ vào để chút nữa mình sẽ tạo những cái sợi chuối ra nó có màu vàng tươi và đẹp hơn. Bây giờ thì mình sẽ trộn cho bột và chuối nó đều lại nè. Khi bột và chuối nó đều lại rồi thì mình sẽ qua mình nhồi bột. Bột thì nãy giờ mình nhồi khoảng được 5 phút rồi và khối bột bây giờ nó cũng đã rất là dẻo mịn. Và kế tiếp thì mình sẽ cho thêm vào một muỗng canh dầu dừa để cho những cái sợi chuối sau khi làm ra xong nó vừa bóng mượt lại thơm hơn. Và sau thời gian 10 phút nhồi bột thì khối bột bây giờ nó cũng đã rất là dẻo mịn và không có còn dính tay nữa nè. Bột của mình như vậy là đã được rồi đó. Và trong lúc nhồi bột á, nếu mà mình thấy cái bột nó còn hơi bị mềm thì mình có thể cho thêm bột năng vào để mình nhồi lại để cho bột của mình á, chút nữa mình sẽ dễ tạo hình hơn. Thì đối với cách làm cái món chè chuối này thì mình có thể vo tròn cũng được.
Và hôm nay thì mình sẽ nấu cái nồi chè chuối nước cốt dừa. Thì mình sẽ xe bột cho nó dài ra. Mình xe cho hai cái đầu bột nó có đuôi nhọn như vậy này, nhìn nó sẽ được đẹp hơn. Và mình cứ ngắt một cái viên bột nhỏ, sau đó thì mình cứ xe dài ra. Mình xe giống như là mình xe bột bánh tằm vậy đó, rất là dễ luôn. Và kế bên đó mình cũng có chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Mình xe bột đến đâu thì mình cho bột vào đến đó mình luộc luôn. Nếu mà cả nhà thích cái sợi chuối sau khi luộc ra xong á, nó nhỏ nhỏ thì mình sẽ ngắt những cái viên bột nhỏ, sau đó mình cứ xe ra. Còn nếu mà cả nhà thích những cái sợi chuối nó lớn á, thì mình cứ ngắt cái viên bột lớn nha. Còn đối với mình á, thì mình thích những cái viên bột nhỏ nhỏ như vậy nè. Vì trong lúc mình luộc bột ra thì cái sợi bột nó còn nở ra nữa. Mình làm những cái sợi bột nhỏ nhỏ như vậy nhìn nó sẽ được đẹp hơn. Những sợi bánh tằm chuối sau khi mà mình cho vào trong nồi nước sôi mình luộc thì cũng đã chín và nổi lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra, sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái thau nước. Thì cả nhà xem những cái sợi bánh tằm chuối của mình nó rất là bóng và cực kỳ đẹp luôn. Và để nấu cái nồi chè chuối nước cốt dừa vừa ngon lại đẹp mắt thì bên đây mình cũng có chuẩn bị thêm 100g bột khoai và thêm 50g bột bán. Bột khoai và bột bán thì nãy giờ mình ngâm vào trong nước ấm khoảng được 30 phút thì nó cũng đã nở ra rồi. Mình nấu chè mình cho thêm bột khoai và bột bán vào, nó dai dai ăn rất là ngon. Hôm nay thì mình mua được cái bột khoai nó nhiều màu sắc nè. Và bên đây thì mình có chuẩn bị là 800 lít nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì mình vắt ra nó rất là đậm đặc để cho nồi chè nó được ngon và béo hơn. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng đường phèn để mình nấu chè. Ở đây thì mình có là 250g. Nếu mà cả nhà thích ăn ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên. Và mình cũng có thêm vài cọng lá dứa và nửa muỗng cà phê muối để cho nồi chè nó được thơm và đậm đà. Bây giờ thì mình sẽ qua mình chuẩn bị nấu chè nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nấu chè. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước cốt dừa, đường phèn, muối và vài cọng lá dứa vào trong cái nồi nước đường để mình nấu cho đường phèn nó hòa tan ra. Đường phèn thì nãy giờ mình nấu ra nó cũng đã hòa tan ra hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho bột khoai và bột bán vào để mình nấu luôn. Vì bột khoai và bột bán mình ngâm với nước ấm cho nên mình nấu ra nó cũng rất là nhanh mềm. Hôm nay mình mua được bột khoai nhiều màu sắc như vậy nè để cho cái nồi chè của mình nó được đẹp. Bột khoai và bột bán sau khi mà mình nấu khoảng được 5 phút thì cũng đã chín và trong lại rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho những cái sợi bánh tằm chuối vào trong nồi chè mình nấu luôn. Và sau khi mà mình cho những cái sợi bánh tằm chuối vào trong nồi chè xong rồi thì bây giờ mình sẽ trộn đều lại. Sau đó thì mình sẽ nấu cho cái nồi nước chè nó sôi lên rồi mình sẽ tắt bếp nha. Thì với cách nấu cái nồi chè chuối nước cốt dừa này thì nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Nhưng mà mình thấy nồi chè sau khi nấu ra xong á, đầy đủ màu sắc rất là đẹp luôn. Nồi chè chuối nước cốt dừa thì mình cũng đã nấu ra xong rồi nè. Nồi chè rất là thơm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ múc ra ngoài chén. Sau đó thì mình sẽ cho đậu phộng vào để mình ăn cùng cho nó ngon.
Món chè chuối nước cốt dừa thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Nhìn cái chén chè chuối á, đầy đủ màu sắc rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Chỉ với 500g chuối thôi là mình đã có một cái nồi chè rất là ngon và đẹp mắt. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức với mình món chè chuối nước cốt dừa ăn cùng với đậu phộng nha. Điều đầu tiên mà mình cảm nhận khi ăn thử cái món chè chuối nước cốt dừa này thì mình thấy nó rất là ngon và lạ miệng. Những cái sợi chuối thì rất là mềm dẻo và có một cái vị ngọt thanh từ chuối và rất là thơm. Nước chè thì có một cái vị ngọt rất là vừa phải và cực kỳ béo. Và mình ăn trúng vào những cái và khi mà mình ăn trúng vào những cái hạt đậu phộng rang nó rất là thơm và giòn giòn. Dai của bột khoai và bột bán nó hòa quyện vào rất là ngon. Thì với cái nấu cái nồi chè chuối này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm và mình nấu ra nó cũng rất là nhanh. Chỉ với 500g chuối thôi là mình cũng đã có một cái nồi chè rất là thơm ngon cho gia đình rồi nè. Cô chú, anh chị và các bạn xem clip mấy thích thích cách nấu cái nồi chè chuối nước cốt dừa này thì hãy nhìn chút xíu thời gian ra để mình làm cho gia đình và người thân cùng ăn cho vui. Chỉ cần nhà mình có chuối là mình đã có một cái nồi chè rất là thơm ngon luôn. Và cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới. Và clip của mình chia sẻ cách nấu cái món chè chuối nước cốt dừa đến đây là hết rồi. Và mình chúc cho cả nhà thật là ngon miệng với món chè chuối nước cốt dừa này. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà nha.